của hệ thống thời trang bên em nhá. Cái chị gái nào nhìn thấy em thông qua cái livestream rồi nhanh chóng để lại cho em xin một dấu chấm đi nào. Hoặc là một lời xin chào đầu tiên nhá chị nha. Rồi bao nhiêu vậy chị à? Chị ơi, em đang bóc hàng bom và tặng free cho chị nha. Bóc hàng bom và tặng free cho các chị yêu chứ không có giá nào hết chị nhá. Chỉ việc trả tiền ship vào tầm 20-30k nhận luôn một gói hàng bom nhá. Sản phẩm bên em mỗi sản phẩm chỉ có trị giá tầm hơn 100.000 một chiếc váy thôi. Thế nhưng mà đây là những chị gái vô duyên nhất trên cái cuộc đời này là đặt hàng gọi điện không nghe máy này. Đây bưu điện ghi là người nhận từ chối không nhận hàng, gửi hai lần hàng, liên hệ không được. Rồi là rất nhiều lý do luôn. Rồi đấy chị nào nhìn thấy em rồi nhanh chóng để lại dấu chấm đầu tiên đi. Hoặc là xin chào đầu tiên để em cho đơn nha các chị nha. Ok, xin chào chị gái Hương Chibi, chào chị gái Phương Nam, chào chị gái Thúy Việt này, xin chào chị gái Quân Nguyễn Minh Quân, rồi chị gái Quân Nguyễn Minh Quân hình như là rất là thời tiên xem cái livestream của em luôn đấy ạ. Chào chị Phạm 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 luôn, chào chị Nguyễn Phượng này, xin chào chị gái Hà Liên, chào chị gái Kim Dung, chào chị gái Thu Hiền này. Các chị gái ơi, tránh tình trạng là mình biển comment thì các chị gái hãy chia sẻ livestream cho em trước khi comment vào cái bài viết của em ngày hôm nay, bài livestream ngày hôm nay chị nhá. Bởi vì là có rất nhiều comment bị ẩn là em không nhìn hết được đâu. Nên là các chị cứ chia sẻ nhiệt tình cho em đi. Chia sẻ nhiệt tình thì em tặng quà nhiệt tình cho chị đúng không ạ? Mình đúng người ta bảo là không ai cho không ai cái gì bao giờ. Vậy nên mà cái thứ mà em tặng đến các chị gái mà các chị chỉ cần chia sẻ là livestream cho em cũng rất là có lợi cho đôi bên đúng không? Bên em chỉ cần nhận lại những lượt chia sẻ thôi và sẽ tặng đến các chị gái những sản phẩm có trị giá là một chiếc váy thiết kế nhá, tầm hơn 300k. Và bên em giảm xuống còn hơn 100.000 và gửi đến các chị này đây. Gửi đến những chị này mà gọi điện không nghe máy là đặt hàng rất giang mồm các chị nhá. Rồi chị Thư Trần ơi, em có thấy chị gái nhá. Phi Lý Nguyên comment đã chia sẻ, Bàn Văn Nam comment đã chia sẻ rồi. Xin chào chị gái Tuyết Cu luôn. Các chị ơi, chị nào đã chia sẻ là xin cho em comment luôn là đã chia sẻ này. Em xin phổ biến cái thể lệ ngày hôm nay. Đó là các chị gái chỉ cần ngồi ở nhà nhấn vào nút chia sẻ đủ giúp em một lượt lên trang cá nhân bật chế độ công khai, kèm 10 lần lên hỗ trợ nhóm lớn này. Sau đó quay lại đây comment là đã chia sẻ để em bắt đầu lên những cái hàng bom như thế này nhá. Và chị gái nào đã đặt hàng bên em thì chắc chắn nhận hàng giúp em rồi ạ. Bên em đã để khách hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Vậy thì các chị hãy cố gắng là kiểm tra xem nó là cái gì, đúng là sản phẩm mình đặt hay không, và đúng thì trả ship cho bên em. Nói ra hết cả cổ họng bán được một chiếc các chị nhá, không sung sướng gì đâu ạ. Vậy mà mấy cái chị này không hiểu được cái nỗi khổ của bán hàng online đâu chị ơi. Bên em toàn hàng thiết kế, hàng loại một nhá, bán hơn 100.000 một cái thôi. Thế mà vẫn có người bom hàng đấy, rất là khổ các chị nhá. Ken đá comment đã chia sẻ, Tuyết Cu comment đã chia sẻ. Rồi các chị ơi, nhớ là em sẽ check tất cả những lượt kiểm tra, tất cả những cái trang cá nhân của chị gái này. Chị gái nào đã chia sẻ đủ cho em một lượt lên trang cá nhân bật chế độ công khai, kèm 10 lần lên hỗ trợ nhóm lớn thì bên em mới cho đơn nhá. Còn lại những chị gái nào mà có tư tưởng là thôi cứ comment tí nói chốt thì mình chia sẻ là bên em không chốt đâu nha. Có thể chị Quyên Lốt Sapa nha. Người mua đặt được thì bom hàng, còn bữa mình mua cái áo liền quần ống rộng thì gọi mấy lần mới gửi. Chị ơi đấy, tại vì bên em thỉnh thoảng bị sót đơn ý, thì em xin gửi lời xin lỗi để chị nha. Thay mặt các bạn là telesale gửi lời xin lỗi để chị này. Bởi vì bên em thỉnh thoảng bị sót đơn, có đơn còn thiếu này, hoặc là đơn hàng bị ẩn đấy ạ. Là bên em cố tình có một số đơn hàng là bên em bị quên sót không có nốt đấy, thì em xin gửi lời xin lỗi nha. Còn lại ngày hôm nay em sẽ tặng cho chị với giá là 0 đồng chị ơi. Thuê em này ở đâu mà nói phép vãi chị ơi, em đã nói phép được cái gì đâu, sao chị bảo em nói phép vậy. Chị gái tặng Khánh Việt ơi, Hương Lê, cái váy em đang mặc ok, chị thích váy em đang mặc lát nữa em sẽ bán cái giá rẻ một nửa cho chị gái luôn chưa ạ. Còn bây giờ em tặng hàng bom này, chị gái nào thích thì chia sẻ livestream nhiệt tình cho em đủ một lượt lên trang cá nhân bật chế độ công khai, kèm 10 lần lên hỗ trợ nhóm lớn cho chị gái nhá. Ok, em bắt đầu bóc gói bom đầu tiên này, chia sẻ nhiệt tình như nào, chia sẻ livestream nhiệt tình trong ngay cái giây phút livestream đầu tiên này đi chị ơi. Chào chị gái Thủy Nguyễn nhá. Và nhớ là chia sẻ lên các tỉnh thành ở Lạng Sơn giúp em nhá. Bởi vì chị gái ở Lạng Sơn này, chia sẻ lên các hội nhóm ở Lạng Sơn giúp em nha các chị yêu nha. Chị gái này có nick Facebook.
địa chỉ là Thanh Bình số 3, Văn Thụ Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Số điện thoại là 0986301327. Bên em hiện tại là đang có rất nhiều cơ sở mạo danh để gửi hàng đến các chị gái, đó là hàng kém chất lượng và hàng không đúng sản phẩm bên em. Vậy thì trước khi nhận hàng, các chị kiểm tra giúp em cái dấu đỏ này của xưởng may Quốc Thịnh hoặc là của Queen Fiction thì các chị gái hãy nhận hàng giúp em. Còn nếu như không phải thì chị gái đừng nhận và ném thẳng vào mặt của nó chị nhá. Bởi vì là bên em gửi hàng có dấu đỏ đàng hoàng này của Queen Fiction hoặc là của xưởng may Quốc Thịnh, các chị gái hãy nhận hàng giúp em nhá. Còn nếu không thì các chị gái đừng có nhận hàng, bởi vì là rất bên em bị mất uy tín rất nhiều, là bị lừa đảo chị ạ. Lừa đảo lấy đơn hàng đây này. Nhưng cái đơn hàng có tiền này mang về gửi cho khách xong rồi có phải của bên em đâu. Nên các chị nhớ là kiểm tra kỹ giúp em. Em sẽ tặng các chị gái cái sản phẩm này trên tay với giá là 0 đồng. Đóng gói hàng cực kỳ là kỹ luôn và cực kỳ là đảm bảo luôn các chị nhá. Toàn bộ sản phẩm bên em là hàng thiết kế này, là hàng thiết kế hàng loại 1, cho nên là yêu cầu khách kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Đúng sản phẩm, đúng chất liệu như nói trên livestream thì nhận hàng, còn nếu không trả lại thoải mái chị nhá. Còn đây là những chị gọi điện không nghe máy. Mặc dù là sau khi chốt đơn bên em đã gọi điện lại là chị ơi, chị vừa đặt bên em mẫu này bình nhiêu tiền, cả tiền ship là bình nhiêu, thì mấy hôm nữa chị đẩy nghe điện thoại nhận hàng cho em. Thế mà đây vẫn còn đây. Em gửi đi. Em gửi đi xong rồi chị không thèm nghe máy nữa. Đấy các chị nhá. Sản phẩm đầu tiên tặng với giá là 0 đồng trong buổi tối ngày hôm nay dành cho chị gái nào đã chia sẻ livestream cho em đủ một lượt lên trang cá nhân bật chế độ công khai, kèm 10 lần hỗ trợ nhóm lớn và comment đúng cú pháp, tặng bom kèm số điện thoại nhá. Tặng bom kèm số điện thoại này, sản phẩm răng bên em đang không về hàng nữa. Nó là sản phẩm bên em đang bán giảm giá còn 180.000 thôi. Thế mà vẫn bom hàng các chị yêu nhá. Comment đúng cú pháp, tặng bom kèm số điện thoại và chia sẻ đủ livestream cho em. Nếu như chưa chia sẻ, bên em sẽ không chốt cho mình cái sản phẩm này với giá 0 đồng nha. Không chốt cho mình với giá 0 đồng đâu chị ơi. Vậy nên mình hãy chia sẻ livestream nhiệt tình đi ạ. Hoàng Yến đầu tiên 0962 này 614869 nha, Hoàng Yến nha. Kiểm tra luôn xem Hoàng Yến đã chia sẻ livestream chưa nào. Em sẽ chốt đúng như những gì mà em nhìn thấy trên màn hình điện thoại, trên cái máy chủ của em này. Nhưng mà các chị phải chia sẻ nhiệt tình cho em. Hàng bom em không thiếu, quan trọng các chị nhiệt tình với em và chia sẻ nhiệt tình cho em này thì em sẽ tặng số lượng không giới hạn luôn nhá. Tặng số lượng không giới hạn luôn này. Ok, view vừa lên 150 giờ từ số 107 luôn. Chả hiểu lý do luôn, tặng hàng bom các chị cũng không hứng thú luôn này. Tặng hàng bom mà không hứng thú, không biết tặng cái gì đâu chị nhá. Đây là sản phẩm bên em trị giá hơn 100.000 thôi, 180.000 đấy ạ. Và bên em tặng phờ ly đến tận tay luôn nha. Phờ ly đến tận tay luôn, chỉ cần chia sẻ livestream. Chị gái nào mới vào em xin nhắc lại là chia sẻ giúp em đủ một lượt lên trang cá nhân bật chế độ công khai này, kèm 10 lần lên hỗ trợ nhóm lớn nha các chị nha. Rồi áo em đang mặc lát nữa, chị nào thích em sẽ bán giá rẻ cho chị luôn, ok chưa? Rồi, mọi người tiếp theo của nick Facebook là gì đây? Chia sẻ nhiệt tình đi, lên 150 view bóc tiếp này. Không lên view không bóc nữa đâu chị ơi. Lúc nãy vừa lên 150 view rồi, giờ lại tụt buồn quá luôn. Đấy, tặng hàng bom không giới hạn, chỉ cần chia sẻ livestream thôi ạ. Không giới hạn, chỉ cần chia sẻ livestream thôi chị nhá. Em chỉ cần các chị yêu chia sẻ livestream cho em thôi, không cần phải làm gì khác và nằm ở nhà nhận sản phẩm bên em phờ ly về tận nhà luôn nha. Phờ ly về tận nhà luôn các chị yêu này. Nhớ là nếu như mà mình không chia sẻ livestream mà toàn bộ cái comment của mình sẽ bị ẩn. Và khi comment bị ẩn, tức là các chị comment lên đây em sẽ không nhìn thấy comment của mình đâu. Nên các chị nhớ là chia sẻ livestream cho em đi ạ. Rồi chia sẻ mọi tay quá trời, em đọc cái sản phẩm này rồi bắt đầu comment đặt hàng luôn nha chị yêu nha. Chị tiếp theo bom hàng bên em có nick Facebook là gì đây? Đó là chị Phi Mai. Địa chỉ là Bưu điện BCP Gò Mây, đường số 1, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0122 306 3567 nha. Đây nhá chị nha. Bên em đóng gói hàng cực kỳ là kỹ luôn và để cho khách hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán luôn. Còn những cái chị này không nhận hàng em chịu, chả hiểu luôn. Chả hiểu lý do tại sao đâu các chị nhá. Bán hàng lãi được 20-30.000 một đơn hàng mà bom hàng nguyên tiền cước chịu đến 60.000 rồi. Nguyên tiền cước là tiền phí ship để hạn là chịu đến 60.000 rồi chị yêu nhá. Nên là chị gái nào đặt hàng thì lấy hàng giúp em với. Và nhớ là kiểm tra hàng thật kỹ trước khi nhận hàng giúp em. Hàng bên em chỉ hơn 100.000 một chiếc thôi. Chia sẻ nhiệt tình tặng hàng bom không giới hạn nha. Chia sẻ nhiệt tình tặng hàng bom không giới hạn này đây. Ok, mấy chiếc sơ mi luôn đấy chị ơi. Đặt mấy chiếc sơ mi luôn này. Mấy chiếc sơ mi này là chất liệu von Hàn Quốc nha. Mặc cực kỳ là đẹp luôn. Thế mà vẫn bom, ok em tặng chiếc đầu tiên nha. Tặng chiếc đầu tiên cho chị gái nào đã chia sẻ livestream. Mà nếu như ai chưa chia sẻ đấy ạ, thì nhanh chóng quay ra chia sẻ livestream cho em. Trước khi comment đặt hàng thì em mới chốt đơn với chị đó. Trước khi comment đặt hàng em mới chốt đơn. Còn nếu như mà chốt đơn mà không chia sẻ là em hủy đơn luôn nha. Ok chưa? Rồi, chiếc sơ mi màu vàng này 4
sản phẩm tặng ngày hôm nay không giới hạn. Hết cái bao này thì nghỉ, nên là các chị cứ chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhá. Hôm nay ai chia sẻ em cũng sẽ được tặng luôn, ok chưa? Tặng áo vàng kèm số điện thoại, ok chưa ạ? Rồi em đang live trên hai máy nhá. Là hệ thống của bên em là Queen Fiction và sưởng máy Quân Thịnh này. Các chị ơi, nếu như mà có thấy em đọc tên bên này bên kia không thấy, các chị cũng đừng có bảo là sao mà đọc tên ở đâu không thấy nha. Bởi vì em đang live trên một hệ thống thời trang bao gồm cả hai page nhá, ok chưa? Rồi chị tiếp theo em chốt cho bên này nhá. Chốt cho bên này chị lý tép 0969 này 404963 nha. Rồi nhanh chóng bổ sung địa chỉ nhận hàng cho em. Và nhớ là phải chia sẻ live stream trước khi comment đặt hàng chị yêu nhá. Chia sẻ live stream trước khi comment hàng này. Hôm nay hình như là tặng hàng bom, các chị cũng không hứng thú rồi. Em thấy view là cứ lên rồi tụt thôi. Có chị nào thích sản phẩm em mặc trên người không, em bán giá rẻ cho này. Bán giá siêu rẻ luôn các chị nhá. Hàng thiết kế là vải len mông tương y luôn. Ok chiếc này nhá. Chiếc này tặng cho chị gái nào chia sẻ đủ cho em một lượt lên trang cá nhân bật chế độ công khai, kèm 10 lần hỗ trợ nhóm lớn và comment đúng cú pháp tặng áo hồng kèm số điện thoại. Tặng áo hồng kèm số điện thoại các chị yêu nhá. Đây là hàng bom, vì thế em tặng không giới hạn này. Điều kiện chỉ cần các chị chia sẻ live stream cho em thôi nhá. Chỉ cần các chị gái chia sẻ live stream cho em thôi, không cần gì khác nha. Không cần gì khác đâu, vậy nên các chị chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Tặng áo hồng kèm số điện thoại ạ. Tặng áo hồng kèm số điện thoại chị Lộc Thùy này. Lộc Thùy 0165 736 2453 nha Lộc Thùy ơi. Hãy nhanh chóng bổ sung cho em địa chỉ nhận hàng và đã chia sẻ live stream chưa. Nếu như chưa chia sẻ bên em hủy đơn luôn đấy. Vậy nên mình hãy chia sẻ live stream trước khi comment đặt hàng các chị nhá. Chia sẻ live stream trước khi comment đặt hàng cho em. Đơn hàng bên em sẽ lưu lại khi mà có địa chỉ đàng hoàng và đã chia sẻ live stream cho bên em nha các chị yêu nha. Sưởng máy Quân Thịnh ơi, chia sẻ nhiệt tình lên đi nào. Em tặng hàng bom sao chị không chia sẻ cho em vậy ạ? Chia sẻ nhiệt tình cho em trong ngày hôm nay, em sẽ tặng với giá 0 đồng các chị yêu nhá. Tặng với giá 0 đồng này, nhanh chóng chia sẻ đi các chị yêu ơi. Sản phẩm ngày hôm nay nhá, cực kỳ là đẹp luôn và hết cái bao này em mới nghỉ cơ. Nên các chị cứ yên tâm là chị gái nào cũng sẽ có quà trong buổi tối ngày hôm nay. Chị gái nào cũng sẽ có quà trong buổi tối ngày hôm nay các chị yêu nhá. Tiếp theo đó là ai đây? Chị có nick Facebook là Phùng Thanh. Chia sẻ đủ livestream mới chốt đơn nha. Chị có nick Facebook là Phùng Thanh này. Địa chỉ là đội 1 Thắng Đầu, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Nội, cũng là Hà Nội đây. Số điện thoại là 0983610448 nha. Chị này ở Hà Nội nhá. Các chị ơi, chia sẻ đến các hội nhóm ở Hà Nội lúc em giúp em này. Chọn tốt Hà Nội rồi thì tuyển dụng viên trong Hà Nội, chia sẻ hết được các nhóm Hà Nội cho em, để các chị này vào đây nhận hàng cho em nhá. Đặt hàng rất là sang mồm đây mà không, cuối cùng không thể nhận hàng, quá là buồn luôn. Đây là những cái chị em chỉ dùng cái từ là vô duyên thôi. Dùng cái từ là vô duyên thôi nhá. Có yêu ơi, chia sẻ rồi thì comment đặt hàng luôn đi ạ. À, em đọc cái cú pháp rồi comment đặt hàng luôn, em chốt đơn nhá. Trời ơi, lại một chiếc răm thiết kế nữa này các chị ơi. Lại một chiếc răm thiết kế nữa, tặng với giá 0 đồng đến tay các chị yêu luôn. Tặng với giá 0 đồng đến tay các chị yêu luôn nhá. Comment đúng cú pháp và chia sẻ livestream nhiệt tình cho em đủ một lượt lên trang cá nhân bật chế độ công khai, kèm 10 lần hỗ trợ nhóm lớn là em chốt đơn luôn, ok chưa ạ? Chiếc này 40-58 cân mặc vừa, đai đĩa kèm đầy đủ nhá. Chị gái nào lấy comment thật nhanh và chia sẻ thật nhiệt tình giúp em. Comment đúng cú pháp này. Tặng zoom kèm số điện thoại nha. Tặng zoom kèm số điện thoại và chia sẻ livestream thật nhiệt tình cho em. View tăng càng nhiều em sẽ chốt càng nhiều nhá. View tăng càng nhiều em chốt càng nhiều, còn nếu view mà không tăng là em sẽ không tặng nữa đâu ạ. Vậy nên chị nào đang xem livestream thì chia sẻ livestream nhiệt tình cho em đi. Chia sẻ nhiệt tình cho em sẽ tặng cho chị gái nhá. Tặng zoom kèm số điện thoại. Tặng zoom kèm số điện thoại các chị yêu ơi. Bên dưới phối màu đen cực kỳ là đẹp, sản phẩm này đang bán với giá là 180k, cái giá sale một nửa các chị nhá. Tặng zoom kèm số điện thoại, chia sẻ livestream đủ giúp em 11 lượt nha. Ok này, các chị yêu ơi, chia sẻ nhiệt tình lên đi nào. Chia sẻ nhiệt tình em mới có động lực để tặng hàng bom cho chị với giá 0 đồng được nha. Ok, chiếc này tặng cho chị Thảo My 0978760940 nha. Ok chị Thảo My, chiếc này tặng cho chị Thảo My này. Các chị gái có muốn em tặng hàng bom nữa thì nhanh chóng chia sẻ livestream cho em lên con số 200 người xem. 200 người xem em tiếp tục tặng hàng bom với giá 0 đồng và phở ly ship đến tận tay. Còn bây giờ chị gái nào thích cái mẫu váy em mặc trên người, nãy giờ mà hỏi thì em sẽ bán cho các chị 10 chiếc đầu tiên. 10 chiếc đầu tiên mẫu váy em mặc trên người với giá là 180k này. Ngừng comment đã tặng lại giúp em. Và bây giờ chuyển qua mẫu sản phẩm em mặc trên người là mẫu len nhá. Hàng thu đông đặt hàng về đầu tiên bên em. Hàng thu đông nha các chị yêu nha. 10 chiếc đầu tiên với giá 180k. Mã sản phẩm ngày hôm nay là V835 kèm màu số điện thoại, địa chỉ nhận hàng. Màu em mặc trên người là màu sữa này, có cả màu trắng này, màu đỏ này, màu xanh rêu này,
anh mặc là màu xanh dương và có cả màu hồng nữa các chị yêu nhá. Chia sẻ nhiệt tình đi ạ. À, hôm nay em lên đơn cho 10 chị gái đầu tiên với giá 180.000. Lên đơn cho 10 chị gái đầu tiên với giá 180.000 các chị nhá. Rồi các chị ơi, hôm nay là cái hôm không lên view cho nên là em sẽ chốt cho 10 chị gái đầu tiên với giá 180. Chất liệu vải len mông tơ vi 40 đến 58 kg mặc vừa. Mẫu này bên em đang bán đúng giá hàng mới về là 360.000 một chiếc này. Và trong cái livestream này thì em sẽ chốt cho 10 chị đầu tiên với giá là 180. Và chị gái nào đấy thì nhanh chóng comment đặt hàng cho em. Đúng cú pháp là V835 kèm màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng. Lên đơn cho 10 chị gái comment đúng cú pháp, đầy đủ số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Đây là V835 màu xanh rêu, V835 màu đỏ này, V835 màu trắng, màu sữa ai mặc trên người, màu xanh dương canh mặc và có cả màu hồng canh mặc nữa nha. Hậu Giang chốt một cái màu trắng bổ sung số điện thoại địa chỉ nhận hàng. Các chị ơi, em lên đơn cho 10 chị gái đầu tiên comment đầy đủ thông tin đúng cú pháp nhá. Chất liệu vải len mông tư y này, len dáng cực kỳ là chuẩn luôn. Mẫu này bên em 40 đến 58 cân mặc vừa các chị nhá. Em cao 1m55 nhá. Em cao 1m55 các chị yêu nhá. 1m55 nặng 45 kg, em mặc cũng rất là xinh nha. Nếu như chị gái nào mà thích em tặng hàng nữa thì chia sẻ nhiệt tình cho em, lên 150 người thôi em sẽ tặng tiếp. Còn bây giờ em sẽ lên đơn cho 10 chị gái đầu tiên cái mẫu len mông tư y đang mặc trên người với giá 180k. Đó là mẫu hàng thiết kế bên em, chỉ trong cái livestream của em mới có giá 180.000 các chị yêu nhá. Và chỉ lên đơn cho 10 chị gái đầu tiên thôi ạ. À, màu em đang mặc là màu sữa các chị yêu nhá. Rồi, chị Hồng Luân bổ sung cho em xin cái màu chị lấy cộng địa chỉ nhận hàng này. Chị Phạm, em chốt đơn một cái màu trắng nha, đen trắng à. Đen trắng là màu trắng chị nhá, màu trắng này. Chị Nguyễn Thắm bổ sung cho em xin số điện thoại địa chỉ nhận hàng chốt đơn nha. Chị Hương Giang cái màu em mặc là màu sữa chị ơi, lấy comment đúng cú pháp cho em V835 màu sữa kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng. Lên đơn cho 7 chị gái nữa với giá 180k. Tuyết Dũng Lê Trần chốt đơn một chiếc ok rồi ạ. À, các chị yêu ơi, comment đúng cú pháp em mới lên đơn nhá. Comment đúng cú pháp em mới lên đơn này. Em lên đơn cho 10 chị gái đầu tiên với giá 180k. Và comment đúng cú pháp V835 kèm màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng. Hà Triệu màu sữa em ơi, màu sữa em mặc đây nhá. Màu sữa em mặc đây này các chị ơi. Vải là chất liệu vải là vải len mông tơ vi các chị ơi, không có điểm nào để chê trên cái váy này được luôn các chị nhá. Mặc cực kỳ là ôm dáng, cực kỳ là chuẩn luôn này đấy. Và nhớ là comment đúng cú pháp em mới lên đơn cho mình nha. Em sâu lại màu với chị comment này, em còn 7 suất nữa thôi ạ. À, còn 7 suất cho 7 chị gái nào comment thật nhanh, cực thật nhanh. V835 mã của sản phẩm kèm màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng. Canh mặc là màu xanh dương này, bên này là màu hồng này, màu em mặc trên người là màu sữa, tiếp theo là màu trắng này, màu đỏ và màu xanh rêu nha. Comment đúng cú pháp em mới chốt đơn các chị yêu nhá. Và chia sẻ nhận định cho em, nếu như mà lượt xem mà tăng lên thì em sẽ chốt cái số đơn tăng lên. Còn nếu không em chỉ chốt cùng 10 chị thôi. Hàng này bên em là chất liệu vải len mông tơ ghi hàng thiết kế ạ. Đúng giá là 360.000 một chiếc. Trong cái livestream này lên đơn cho 10 chị gái với giá là 180k nha. Rồi các chị ơi, nhớ là comment đúng cú pháp cho em nhá. Em chỉ lên đơn cho 10 chị gái đầu tiên thôi ạ. À, 10 chị gái đầu tiên với giá 180k và comment theo cú pháp mã sản phẩm ngày hôm nay V835 kèm màu số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Mẫu này bên em 40 đến 58 kg mặc vừa. Vải len mông tư y co giãn thoải mái nhá, nhưng không bao giờ bị bay, bị chảy xệ hay là bị giãn vải, đảm bảo một điều với chị như thế luôn, ok chưa ạ? Không bao giờ bị giãn vải hay là bị bay các chị yêu nhá. Rồi chia sẻ nhiều rồi, lấy màu nào comment cho em nhá. Và nhớ là bổ sung đầy đủ thông tin số điện thoại địa chỉ nhận hàng. Đúng cú pháp là V835 kèm màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng em mới chốt đơn nha. Còn 6 chiếc nữa cho 6 chị gái comment thật nhanh ạ. À, 6 chiếc nữa các chị ơi, lên đơn thật nhanh các chị yêu này. Đúng giá là 360.000 một chiếc nha. Các chị cứ nhận hàng đi rồi mới biết là tại sao nó lại nói là 360.000 một chiếc nha. Chất liệu vải nó phải nói là quá dày dặn và mặc lên người cực là đẹp luôn. Mẫu này chắc chắn là sẽ rất là hot trong cái mùa thu đông năm nay các chị nhá. Chắc chắn là rất hot trong mùa thu đông năm nay, bởi vì thiết kế cổ Đức này kèm theo 3 chiếc cổ trên ba chiếc cúc trên cổ nha, cực kỳ là đẹp luôn. Chị gái Hiên Nguyên ơi, em đang lên đơn cho 10 chị gái đầu tiên với giá là 180k và hiện tại em còn 6 suất nữa nhá. 52 cân mét 50 mặc đẹp luôn chị nhá. Rồi nếu muốn em chốt đơn thì chốt com thì chia sẻ cho em lên 150 người xem đi nào. 150 người xem thì em chốt com nhá chị nhá. Hương Giang chốt đơn, Hương Lê Ngọc Hương bổ sung số điện thoại địa chỉ nhận hàng chốt đơn này. V835 bên em là một mẫu váy len. Chất liệu là vải len mông tơ ghi này, kẻ này là kẻ ngang cực kỳ là đẹp luôn và có tổng cộng là
6 gam màu cho mình lựa chọn trong buổi tối ngày hôm nay. Màu em mặc trên người là màu sữa này, có cả màu xanh rêu này, màu trắng này, màu đỏ này, bên này là màu xanh dương và còn lại sẽ là màu hồng các chị yêu nhá. Comment đúng cú pháp em mới chốt đơn là V835 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng thì em mới chốt đơn với giá 180.000 nhá. Các chị cứ nhận hàng bên em đi, rồi bên em đi rồi sẽ biết là tại sao lại nói là 360 một chiếc, ok chưa ạ? Nhưng trong cái livestream này em bán 180.000 này, nhanh chóng comment đặt hàng cho em nhá. Nguyễn Hồng Thuyên, ok rồi, ok Nguyễn Hồng Thuyên nhá. Các con chị nào mà 55 cân mà 1m56 mặc đẹp luôn nhá. Rồi, trắng sọc đen, ok, trắng sọc đen là cái này đây, trắng sọc đen là cái này, là màu trắng nhá. V835 màu trắng kèm số điện thoại, địa chỉ nhận hàng. Không lên người vẫn có thể. 42 cân, 1m45 có mặc được nhá các chị nhá. Mặc thử màu đỏ à, ok các chị luôn. Thích mặc màu nào comment em mặc luôn nhá. Nhưng mà cho em mặc khoảng 5-10 phút thì bảo em thay nha, đừng bảo em thay luôn nhá các chị nhá. Thấy cho ai đấy? À, chị không ai bên này à? 60 cân thì chắc là không vừa rồi chị ơi, 60 cân cao tầm 1m65 thì mới vừa nhá. 60 cân cao tầm 1m65 mới vừa này, hạ bông bổ sung em, địa chỉ nhận hàng. Em nhớ chậm rồi. Mày. Chất liệu vải là vải len mông tơ ghi các chị nhá. Chất liệu vải là vải len mông tơ ghi này. Hiện tại em mặc là màu đỏ đã mặc trên người cực kỳ là đẹp luôn. Màu đỏ đô phối với màu đen các chị yêu nhá. Kẻ ngang cực kỳ là trẻ trung và năng động luôn. Đấy, các chị có thể đeo giày tiếp cao, đeo giày thể thao hoặc là đeo giày bệt đều ok nhá. Nó rất là dễ phối, không thể treo ở đâu được đâu. Và bên em, các chị mua hàng bên em thì được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán luôn. À rồi các chị ơi, em cho chị 5 chị gái nữa thôi nha. Chốt cho 5 chị gái nữa với giá 180.000 này. Chị nào mới vào mà chưa rõ màu thì bảo em là sâu lại màu để chị xem nhá. Bởi vì nếu comment khác màu là bên em gửi nhầm màu là chết đấy ạ. Ngọc Liên có nhá, chị Ngọc Liên ơi, chị lấy sọc đen trắng thì comment là V835 màu trắng nhá. Sọc đen trắng là màu trắng này đúng không ạ? Màu trắng này comment V835 màu trắng kèm số điện thoại, địa chỉ nhận hàng. Đầy đủ để em chốt đơn chị nhá. Đầy đủ thông tin, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng em chốt đơn. Chất liệu vải em xin nhấn mạnh lại một lần nữa này, nó là vải len mông tơ ghi. Các chị có giặt hoài giặt mãi cũng không bao giờ bay, không bao giờ bị vải giãn ra hay là bị chảy xuống dưới này đâu. Nó cực kỳ là ôm giá và cực kỳ là dày dặn nhá các chị yêu nhá. Chị Hiên Nguyễn, Hiền Nguyễn ơi, mặc màu trắng à? Chị ơi 5 phút nữa em mặc màu trắng được không ạ? Em vừa thay xong màu đỏ nhá. Hoa sữa này các chị ơi, chỉ cần lên đơn đầy đủ cho em mã sản phẩm V835 kèm màu, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng là bên em có phần mềm tự động chốt đơn hàng. Các chị yên tâm nhá, 180.000 một chiếc và chốt cho 5 chị gái nữa thôi, ok chưa? Bô pha một chiếc, Dương Tuyết một chiếc, Thảo Nguyên bổ sung, địa chỉ nhận hàng một chiếc này. Chốt bon đi bạn ơi, nóng cả ruột. Chị Hương Nguyễn ơi, rồi em có nhắc là mình chia sẻ livestream cho em lên 150 người xem thì em sẽ chốt tiếp hàng bon tặng free cho chị. Còn bây giờ em đang bán cái mẫu sản phẩm mới về bên em với giá giảm một nửa từ 360 này xuống còn 180.000 thôi. Và mã sản phẩm ngày hôm nay là V835 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng em chốt đơn nhá. Hạ bông bổ sung, địa chỉ nhận hàng chốt đơn, ok chốt cho 4 chị gái nữa nha. 4 chị gái nữa với giá 180.000 ạ. 64 kg thì mình không vừa rồi chị yêu ơi. Mẫu này bên em chỉ tầm 40 đến 58 kg mặc vừa thôi nhá. 40 đến 58 kg mặc vừa thôi ạ. Có tổng cộng là 6 gam màu cho mình lựa chọn trong ngày hôm nay. Đó là V835 màu hồng này, V835 màu xanh dương này. Màu em mặc trên người đó là màu đỏ nhá. Tiếp theo sẽ là màu trắng này, màu xanh rêu và màu sữa nha, đây là màu sữa nha. Chị ơi có chuyển khoản nhở? À, em chưa có chồng nhá, em chưa có chồng ạ. Hoàng Hải Thương, không có cỡ vừa nhưng vẫn chia sẻ đặt 2 lần combo rồi mà không thấy gửi gì cả, bảo gọi điện nhân viên báo 2 ngày nhận được mà có thấy đâu. Chị ơi có thể là vướng vào ngày chủ nhật hoặc là cái bưu phẩm của mình bị chậm ý, thì chị có thể cho thêm 1-2 ngày nữa chị nhá. Nhớ là em sẽ lên đơn cho 4 chị gái nữa với giá 180.000 này. Mẫu sản phẩm này 40-58kg mặc vừa và mã sản phẩm là V835 kèm màu, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng em ở chốt đơn nhá. Hàng vũ cho một chiếc, chốt cho 3 chị gái nữa này. Màu sữa này, màu trắng này, màu xanh rêu. Rồi các chị yêu ơi, chỉ cần comment đúng cú pháp nhá, 60 cân cao 1m62 à. Nếu như mà
60 cân, cao 1m62 mà người mình thon không bị xương to ấy, người thon thon là sẽ vừa chị nhá, bởi vì tại đây là vải len mông tơ ghi, nó co giãn thoải mái luôn. 180.000 một chiếc, chốt cho ba chị gái nữa nha. 180.000 một chiếc, chốt cho ba chị gái nữa này. Comment đúng cú pháp V835 kèm màu, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng em cho đơn với chị yêu ơi. Nhanh chóng lên đơn hàng cho mình đi ạ. Sở hữu luôn một em này về mai kia khỏi tranh cướp với chị nhá. Bởi vì sản phẩm này em đảm bảo là rất là hot trong mùa thu đông năm nay luôn. Vải len cực kỳ là dày dặn, không bao giờ bị bay hay là bị chảy kiểu rãng đâu các chị nhá. Em đảm bảo như thế luôn, chất liệu vải len mông tơ ghi nhá. 360.000 một cái mà bay thì thôi, khỏi bán hàng làm gì nữa đúng không ạ? Và trong livestream này em đang bán với giá 180 cho 43 chị gái nữa ạ. 180.000 cho ba chị gái nữa, comment đúng cú pháp nhá. V835 kèm màu, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng các chị yêu nhá. Thủy Trần bổ sung địa chỉ nhận hàng nhá. Nhớ là 40 đến 58 cân mặc vừa. Nếu như mà 60 cân ấy thì mình cao tầm 1m65 mới mặc vừa các chị nhá. Tức là người mình phải thon nhỏ chứ không bị to, không bị xương to đấy thì mới vừa ạ. Và nếu là chị yêu đang nào đang xem livestream của em, đừng tiếc gì một lượt chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ cho em 1-2 lượt đi ạ. Bởi vì hôm nay em bán cái giá 180 là cái giá giảm một nửa rồi nhá. Cái giá giảm một nửa trong buổi tối ngày hôm nay của các chị yêu nhá. Xin chào Phạm Thế Sơn rồi, chị Ngan Đào bổ sung cho em xin bổ sung cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Đen hồng tức là màu hồng đấy ạ, màu hồng chị nhá, màu hồng này. V835 màu hồng kèm số điện thoại, địa chỉ nhận hàng, ok lên đơn cho hai chị gái nữa nha. Số lượng còn 2 chiếc nữa thôi chị ơi. Nếu như chia sẻ cho em nhiệt tình thì em sẽ bán thêm vài chiếc nữa, còn nếu không em sẽ bán số lượng đúng 2 chiếc nữa các chị yêu nhá. Thủy Trần bổ sung cho em xin địa chỉ nhận hàng em cho đơn nha. Mã sản phẩm là V835 kèm màu, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng em cho đơn các chị yêu nhá. 180.000 một chiếc cho vài chị gái nữa thôi, nên là mình phải comment đầy đủ thông tin và chia sẻ trên các hội chợ nhóm giúp em các chị yêu nhá. Tôi có nhìn thấy Phạm Thế Sơn luôn nhá. Rồi, mẫu này là vải len mông tư ghi các chị ạ, nên là co giãn thoải mái. Và nó có một điểm rất là thích, đó là không bao giờ bị bay hay là bị kiểu như là mình hay nói là bị dão đấy ạ, bị dão vải đấy chị ơi. Nó mặc cực kỳ là ôm dáng luôn, vừa với các chị là giặt tay hay giặt máy cũng rất ok nhá. Đấy, Thảo Nguyễn chốt một cái này, cao 1m53, 52 thì có vừa chị Mèo An nhá. Chị Mèo An ơi, có vừa luôn đấy ạ. Thì mình comment đặt hàng luôn đi nào. 180.000 một chiếc thôi ạ. Dành 1-2 suất nữa cho 1-2 chị gái cuối cùng nữa thôi nhá. Lên đơn thật nhanh, V835 kèm màu, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng. Canh mặc là màu xanh dương này, bên này là màu hồng này, em mặc là màu đỏ. Đây sẽ là màu xanh rêu, màu trắng này, màu sữa nha. Em mặc thử cái màu trắng cho chị xem nhá. 55 cân, 1m53, có mặc được chị Hằng Vũ nhá, mặc được ạ. Đó là váy len nên cực kỳ là dễ mặc luôn, co giãn thoải mái mà không sợ bị bay hay là bị vải chảy gì cả. Quá là đẹp luôn. Mà giá thì hàng thiết kế mà có 180k là quá rẻ rồi các chị ơi. 180.000 cho vài chị gái cuối cùng nữa thôi nhá. 180.000 cho vài cái cuối cùng nữa thôi ạ. Sao nhân viên em nói không vừa? Chị Hằng Vũ ơi, 55 cân mà 1m53. Tức là bên nhân viên TVC bên em ấy ạ, là cứ phải muốn là khách hàng mặc đẹp thì mới gửi cơ. Chứ còn nếu như mà 55 cân mà 1m53 thì có thể là em nghĩ là mặc được đấy ạ. Em nghĩ là mặc được đấy chị ơi. Sao lại không vừa nhỉ? Vừa chứ. Chị ơi, chị comment đặt hàng lại đi, rồi lát em bảo các bạn nhân viên kiểm tra lại chị nhá. Mã sản phẩm là V835 các chị yêu nha. Kèm theo màu các chị lấy kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng ạ. Chị ơi, bên em bán giảm một nửa không bao ship rồi chị nhá. Bán giảm một nửa không bao ship được đâu ạ. Bên em đang bán từ 360 xuống còn 180.000 cho 1-2 chị nữa thôi. Vậy nên chị gái nào lấy thì comment thật nhanh giúp em. Mã sản phẩm V835 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá.
Ok chị Thủy Trần nhá. Ok chị Thủy Trần này. Các chị yêu ơi, chị yêu nào đang xem và livestream của em đừng tiếc một lượt chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ livestream giúp em một vài lượt đi ạ. Một vài lượt lên trang cá nhân hoặc là lên các hội chợ nhóm lớn nhá. Phùng Hợp chốt một chiếc, ok chốt được một chị nữa thôi nha. Chốt cho một chị nữa với giá là 180.000 này. Mình anh chia sẻ nhiệt tình rồi, chốt đi à. Rồi ok anh ơi, cứ đầy đủ thông tin nhá. Đầy đủ thông tin chính xác mã sản phẩm là bên em chốt này. Rồi, nếu chị gái nào mà thích em qua mẫu thì comment thật nhiệt tình là qua mẫu và chia sẻ livestream nhiệt tình cho em để em chốt đơn nhá. Ok chị Bằng Theo bổ sung số điện thoại địa chỉ nhà hàng chốt đơn này. Trang Hồ bổ sung địa chỉ nhà hàng chốt đơn nhá. Ok rồi, em sẽ không chốt cái máy này 180.000 nữa. Nếu các chị muốn em chốt thì chia sẻ nhiệt tình livestream cho em và comment đúng cú pháp V835 kèm màu số điện thoại địa chỉ nhà hàng. Còn bây giờ em sẽ qua sang một mẫu khác nhá. Em sẽ qua sang một mẫu khác, em đang xả từ 199.000 xuống còn 99.000 thôi này. Xả 199 xuống còn 99.000 thôi chị yêu nhá. Nếu chị nào thích thì chia sẻ livestream nhiệt tình cho em. Chia sẻ livestream nhiệt tình cho em sẽ bán cái mẫu sơ mi là 99.000 cho chị gái nhá. Ok, chị nào còn thiếu số điện thoại hay là thiếu địa chỉ nhà hàng thì nhanh chóng bổ sung cho em số điện thoại địa chỉ nhà hàng đến chốt đơn này. Còn bây giờ em qua sang một mẫu sơ mi, em bán một cái giá 99k cho chị luôn với điều kiện chia sẻ livestream cho em trong buổi tối ngày hôm nay và comment đặt hàng đúng cú pháp. Mã sản phẩm ngày hôm nay là gì ạ? Đó là A109 các chị nhá. A109 là mã của sản phẩm này, kèm màu số điện thoại địa chỉ nhà hàng, mẫu sơ mi cực kỳ là đẹp luôn nhá các chị nhá. Màu em mặc trên người là màu xanh này, có cả màu cam này, màu trắng này, màu đen này. À màu cam có rồi, ok. Và màu vàng nhá, đấy 2, 4, 5 gam màu ạ. À có màu hồng nữa, 6 gam màu các chị nhá. Có cả màu hồng nữa này là 6 gam màu nhá. Hậu Giang bổ sung cho em địa chỉ nhận hàng này. Ok, Hậu Giang bổ sung địa chỉ nhận hàng, em cho đơn cái V835 nhá. Ok rồi này, các chị ơi nếu muốn em chốt V835 180k thì nhanh chóng chia sẻ livestream và comment đúng cú pháp là V835 kèm màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng này. Còn chị nào thích em mẫu sản phẩm em bán trên người với giá 99k cũng chia sẻ livestream nhiệt tình cho em và comment đúng cú pháp mã ngày hôm nay là A109 kèm màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng. 99k một chiếc nhá. Có cần em sâu lại màu không ạ? Em cho
chị cái màu vàng nhé. Chị Hóa Lù ơi, chị lấy cái màu vàng này đúng không ạ? Nếu lấy cái màu vàng này thì comment cho em là A109 màu vàng kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Chắc chắn các chị thấy em mặc lên người đã cực kỳ là đẹp rồi đúng không ạ? Nhưng cái chiếc áo sơ mi như thế này các chị có thể mặc với cả quần bó này, quần baggy này, hoặc là mặc với cả chân váy như em đang mặc cũng được các chị yêu nhá. Comment đúng cú pháp cho em A109 chị Hóa Lù nhá. A109 kèm màu vàng kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng đến cho đơn nha. Hôm nay em xả với giá 99k. Các chị gái nhanh chóng chia sẻ livestream cho em đi. Em thấy còn có 28 với cả 16 người xem này, em buồn lắm luôn ý. Chia sẻ cho em 1-2 lượt cũng được nhá. 1-2 lượt cũng được này. Để em có động lực em có like nữa các chị nhá. Đấy, A109 kèm màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng 99k các giá xả kịch sàn nhá. Xả lỗ vốn không bằng vốn nhập luôn chị ơi. Đấy, 40 đến 57 58 cân là mình mặc vừa nhá. Bao xinh bao đẹp các chị gái trong khoảng cân nặng chiều ngang như thế luôn. Và không có điểm nào để chê được cái áo sơ mi này nhá. Không có điểm nào chê được cái áo sơ mi này đâu ạ. Có sai cho mình không chị Bằng Theo ơi, chị bao nhiêu cân ạ? Chị Bằng Theo bao nhiêu cân này à? Chị Bằng Theo 1m67 mà 58 cân có vừa chị nhá. Bởi vì chị cao cho nên là lúc mà cân nặng của chị tăng lên thì chị vẫn vừa cái mẫu này đấy ạ. Vẫn vừa cái mẫu này này các chị nhá. Chị nào mà lấy váy len rồi thì lấy thêm cho em áo sơ mi này, bên em tiện đường gửi luôn và chỉ một phí ship thôi. Very very beautiful. Cảm ơn rất là nhiều. Thỉnh thoảng gặp anh khách nước ngoài rất hài hước. Các chị yêu ơi, có nhìn thấy em thông qua cái livestream này nhanh chóng lên đơn hàng cho em nhá. Em sẽ chốt cho 10 chị gái đầu tiên với giá là 99k cho cái mẫu váy sơ cho cái mẫu áo sơ mi em mặc trên người. Và mã sản phẩm chắc là các chị vẫn nhớ đúng không ạ? A109 kèm màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng nhá. Có A109 màu, đợi chút nha. Có A109 màu đen này, A109 màu cam này, A109 màu trắng, A109 màu hồng, A109 màu vàng và có cả A109 màu xanh như em mặc trên người nhá. Cực kỳ là đẹp luôn, không có điểm nào để chê luôn các chị nhá. Chị ơi, máy váy canh mặc là 180.000 và mã sản phẩm là V835. Nếu chị lấy comment cho em V835 màu hồng kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng cho đơn nhá. 180.000 cái giá sale một nửa đấy chị Anh Ngọc nhá. Lúc nãy em có sale cái mẫu đấy cho 10 chiếc nhưng mà hết số lượng rồi. Nhưng mà nếu chị lấy em sẽ ưu tiên cho chị luôn đấy ạ. Ưu tiên cho chị một chiếc nữa màu hồng 180k nha. Còn mẫu đăng xe mặt trên người xả 99.000 chị lấy nhanh chóng comment A109 kèm màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng. Mẫu sản phẩm này bên em 40 đến 57 cân mặc vừa các chị yêu nhá. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn và không có điểm nào để chê được cái mẫu áo này luôn các chị nhá. Màu sắc cho đến đường kim mũi chỉ không có điểm nào để chê luôn. Chị ơi, chị xem màu gì ạ? Nếu như là mã V835 thì em có màu trắng này, có màu sữa này, có màu xanh rêu, có màu đỏ, màu cách mặc là màu hồng và có cả màu xanh dương nha chị Anh Ngọc nhá. Đấy, chị lấy màu nào chị comment đặt hàng cho em màu đấy nhá. Em ưu tiên nốt cái đơn hàng của chị với giá 180.000 thôi. Ưu tiên nốt cái đơn hàng của chị với giá 180.000 thôi nhá. Còn cái mẫu áo em nọ trên người em xả 99k cho chị gái nào chia sẻ livestream cho em và comment đúng cú pháp A109 kèm màu số điện thoại cho chị nào. V835 là 180.000 chị Bằng Theo nhá. Chị Bằng Theo ơi, em thấy chị có comment đặt hàng rồi mà. Chị cao 1m67 và nặng 58 cân đúng không ạ? Chị thích V835 chị comment bổ sung cho em xin màu mà chị lấy kèm với cả địa chỉ nhận hàng thôi nhá. Bên trên có số điện thoại rồi ạ. Trên người có giá là 99k cho chị gái nào chia sẻ livestream và lên đơn cho người chị gái đầu tiên nhá. Chị Hải Hoàng Thương bổ ok chị Hải Hoàng Thương bổ sung cho em xin địa chỉ nhận hàng em chốt cho chị nha.
Em cho chị Hải hoàn thương một cái bổ sung địa chỉ nhận hàng cho em này. Chị Đỗ Thị Thêm ơi, giá là 99k cho những chị gái nào chia sẻ livestream cho em nhá. Chất liệu vải là vải kiểu vải nuôi lụa đấy ạ. Kỳ là đẹp luôn. Dày dặn và kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nhá. Không bao giờ bị nhầu luôn đó chị nhá. Không bao giờ bị nhầu luôn này. Đấy. Lên đơn cho 9 chị gái nữa với giá là 99k và comment đúng cú pháp A109 kèm màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng nhá. A109 có màu xanh mặc trên người, có màu đen, có màu cam, màu trắng, màu hồng và có cả màu vàng nha các chị yêu nha. Lên đơn cho 9 chị gái nữa thôi bởi vì em đã cho chị Hải hoàng thương một chiếc rồi nha. Đấy, 9 chị gái nữa với giá 99k này. Chị gái nào đấy comment thật nhanh đúng cú pháp mã sản phẩm ngày hôm nay A109 kèm màu số điện thoại và địa chỉ nhận hàng để cho đơn nhá. Mẫu sản phẩm này bên em cực kỳ là đẹp luôn các chị đó. 99k cho 9 chị gái nữa thôi, 99k cho 9 chị gái nữa thôi các chị yêu nhá. Comment thật nhanh và lên đơn hàng thật nhanh chóng cho mình nhau. 99k quá là rẻ luôn, bao hàng tinh đẹp, cả từ chất liệu đến giá thành. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán các chị yêu nha. A109 mã của sản phẩm này kèm màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng. Nếu không có chị gái nào lên đơn comment nhận hàng là em xin phép kết thúc livestream tại đây đấy ạ. Và khi đồng nghĩa với việc là khi mà em kết thúc livestream ấy, mẫu này quay trở về 180.000 một chiếc nha. 180.000 một chiếc đấy ạ. Đúng giá 180.000 một chiếc các chị nhá. Đỗ Thị Thơm bổ sung cho em xin địa số điện thoại và địa chỉ nhận hàng, em cho đơn còn 8 chiếc nữa nha. Còn 8 chiếc nữa 199k. Hải Hoàng Thương ơi, bổ sung cho em xin số điện thoại nữa chị Hải Hoàng Thương nhá. Chị Đỗ Thị Thơm bổ sung cho em xin số điện thoại địa chỉ nhận hàng và em sẽ lên đơn cho 8 chị gái nữa với giá là 99k và hết 8 chị này em cũng sẽ đồng nghĩa với việc kết thúc cái livestream buổi tối ngày hôm nay nhá. Nên chị gái nào thích thì mình phải lên đơn hàng và comment đặt hàng luôn cho em các chị nhá. Comment đặt hàng luôn cho em cho đơn này. 99k một chiếc thôi các chị yêu ơi. 99k một chiếc thôi các chị yêu nhá. Mình vừa đặt cái trước rồi đấy. À ok chị Đỗ Thị Thơm nhá. Ok chị Đỗ Thị Thơm, nếu thế em sẽ gửi cùng đơn hàng cho chị rồi nha. Chị vừa đặt cái D835 này à. Ok chị nha. 60 cân thì không vừa mất rồi chị yêu ơi. 60 cân thì không vừa mất rồi ạ. Lên đơn cho 8 chị gái nữa với giá là 99k và comment đúng cú pháp A109 kèm màu số điện thoại và địa chỉ nhận hàng em cho đơn nhá. Like tiếp đi bạn chị ơi. Em chỉ có em, nếu như mà còn chị gái nào lấy cái mẫu này thì em sẽ cho đơn cho 8 chị gái nữa nhá. Còn nếu không thì em sẽ kết thúc livestream đấy ạ, bởi vì em thấy còn khá là ít người xem ấy. Có chị gái nào thích cái mẫu áo em mặc trên người hoặc là cái mẫu váy như canh đang mặc thì nhanh chóng lên đơn hàng cho em để em kết thúc livestream nhá. Nếu không là em sẽ kết thúc livestream đấy ạ. Mà khi em kết thúc livestream đồng nghĩa với việc là những cái mẫu váy này sẽ quay trở về đúng giá niêm yết tại shop nhá chị nhá. Đúng giá niêm yết tại shop là hơi bị đắt đấy ạ. Mẫu sau bao nhiêu em ạ? À? Chị ơi, mẫu sau là 180.000 chị đó. Mẫu sau là 180.000 nhá. Ok, nếu không có chị gái nào comment đặt hàng nữa em xin phép được kết thúc livestream tại đây này. Hẹn gặp lại các chị gái trong các buổi livestream tiếp theo và nhớ là đón chờ cái livestream của em trong cái khung giờ như thế này vào ngày mai để em giới thiệu đến các chị gái những mẫu sản phẩm khác bên em với giá rẻ các chị yêu nhá. Cảm ơn các chị đã tham gia cái livestream của em rất là nhiều và chúc các chị có một buổi tối thật là vui vẻ, ngủ thật là ngon nha. Bye bye các chị yêu luôn ạ.